Rồi hôm nay lại thêm một cái đơn hàng nữa cho anh Phan Thanh Hải ở Di Linh Lâm Đồng. Đây là đơn hàng thứ năm anh Hải mua. Lúc trước mình mua mình cũng có quay cho bạn coi. Anh Hải lấy một cái thỏ đèn tấm hơi gói lại, bỏ trong cái banh này luôn. Đặc biệt đó, bỏ trong cái thùng, mới mua được cái thùng để cho anh Hải lúc lộn được cái thùng không à. Rồi anh lấy một cái bẩn 86 đẹp, ok, 81 86 đẹp. Đây là bẩn mới nha các bạn, hàng kho tháo xe ngang cây sò ben không chạy xước. Đây là hàng không chạy xước. Lưu ý là bắt đầu từ hôm nay cho đi, ai mua bẩn mình sẽ ship trong một cái thùng như thế này, bỏ trong thùng ship đi ra ngoài, đảm bảo không nứt vẻ. Rồi tiền thùng thì mình mua, tiền cước các bạn chịu đó. Tất cả những cái hàng này bán đều là khách trả cước hết, lưu ý nha, tất cả đều khách trả cước. Rồi mình sẽ bọc kỹ cho các bạn. Rồi bỏ vô luôn. Ê, không vừa rồi, không vừa rồi, chết mày chưa, không vừa thì sao, không vừa thì cắt bớt chứ sao, mình phải cắt bớt cho nó vừa, mình mới bỏ vô. Kiếm con dao coi, ok, đã giải quyết xong cái thùng là cắt bằng cái này đi đó, vô là lộ đó, khí chưa, không là gió lại thôi. Rồi thiếu cái này, bữa trước gửi cho anh một cái chụp mà bị lỗi, xong rồi anh trả lại, bây giờ đổi lại cái khác. Đây lại tốn băng keo.
xíu nữa mình ra bến xe mình quay tiếp cho các bạn coi.